Khi thận suy hỏng, cơ thể sẽ có hai điểm bất thường vào sáng và tối, có một trong hai cũng cần đi khám sớm. Màu sắc nước tiểu vào buổi sáng và số lần đi tiểu vào buổi tối có thể phản ánh được chức năng thận của bạn đang hoạt động tốt hay không. Nước tiểu màu trắng như nước lọc vào buổi sáng. Nhìn màu sắc nước tiểu là cách đơn giản nhất giúp bạn biết được thận có đang hoạt động tốt không. Việc kiểm tra chức năng thận sẽ có ý nghĩa nếu quan sát vào buổi sáng. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Thận có vai trò lọc máu và các chất thải tồn dư trong cơ thể thông qua đường bài tiết. Do vậy, màu sắc nước tiểu bất thường là một yếu tố phản ánh thận đang có vấn đề. Màu sắc nước tiểu sẽ phụ thuộc vào loại thực phẩm chúng ta ăn và lượng nước chúng ta uống có đủ hay không. Ví dụ người ăn nhiều thịt đỏ, uống nhiều rượu bia thường nước tiểu sẽ sẫm màu và mùi khai khó chịu. Đối với người có chế độ ăn lành mạnh, uống đủ nước tiểu có màu trắng hoặc hơi vàng. Tuy nhiên, nước tiểu màu trắng như nước lọc không phải lúc nào cũng là tín hiệu vui. Đặc biệt, vào buổi sáng khi thức dậy đi vệ sinh, nước tiểu trong thì cần đi khám thận sớm. Bởi vì đây là một dấu hiệu chứng tỏ thận đã bị hỏng, suy giảm chức năng. Bác sĩ Hải cho biết, vào ban đêm dù cơ thể không vận động, không bổ sung nước nhưng thận vẫn làm việc. Sau khi được lọc qua thận, nước tiểu sẽ được tích trữ và lắng đọng lại, đó là lý do vì sao buổi sáng chúng ta đi tiểu rất nhiều. Quá trình này còn được gọi là sự cô đặc của nước tiểu. Đây cũng là lý do vì sao khi thức dậy vào buổi sáng nước tiểu thường không trong mà có màu màu vàng hoặc vàng đậm mới là bình thường. Vào buổi sáng nếu nước tiểu màu trắng thì cần đi khám thận sớm, bác sĩ Hải nói. Ngoài ra, vào buổi sáng khi thức dậy, nếu đi tiểu thấy nước tiểu sủi bọt nhiều cũng cần đi khám sớm, bởi đây là triệu chứng cho thấy cơ thể đang thừa đạm và khả năng lọc của thận đang có vấn đề. Theo bác sĩ Hải, khi có bất cứ vấn đề nào bất thường về màu nước tiểu, cần đi khám chuyên khoa sớm. Nếu chờ đợi thêm triệu chứng mới đi khám sẽ là muộn. Việc phát hiện ra bệnh lý thận sớm sẽ giúp bệnh nhân bảo tồn được chức năng thận, đi tiểu nhiều vào ban đêm. Ngoài màu sắc nước tiểu vào buổi sáng, bác sĩ Hải cũng lưu ý dấu hiệu thận mất chức năng là đi tiểu nhiều vào ban đêm, nhất là ở những người trẻ. Tiểu đêm thường gặp ở người cao tuổi. Đây là điều hoàn toàn bình thường vì tuổi càng cao, chức năng càng kém. Với người trẻ, nếu chế độ sinh hoạt hôm trước bình thường, không uống thuốc hay sản phẩm lợi tiểu, nhưng đêm đi tiểu quá 2 lần thì chứng tỏ thận cũng đang có vấn đề. Bác sĩ Hải nói. Bác sĩ Hải cho biết hiện nay y học, máy móc phát triển, việc phát hiện bệnh lý thận đã dễ dàng hơn trước. Khi đi khám, người dân chỉ cần xét nghiệm nước tiểu, siêu âm là có thể biết được chức năng thận có hoạt động tốt hay không. Ví dụ, siêu âm sẽ giúp biết được hình thái của thận, phát hiện khối u trú, cặn thận, sỏi thận. Để biết được chức năng thận ra sao thì cần phải xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu. Với trường hợp bị suy thận, chế độ ăn uống, sinh hoạt rất quan trọng. Nếu ăn uống tốt, dù không phục hồi lại được cầu thận đã bị suy, nhưng sẽ làm hạn chế việc suy thêm các cầu thận khác. Ngược lại, chủ quan không chú ý sẽ khiến thận suy càng nặng thêm, đến khi không thể cứu vãn được thì chỉ còn hai con đường là lọc máu hoặc thay thận. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sống của người bệnh, bác sĩ Hải nói. Đối với người khỏe mạnh, bác sĩ Hải khuyên cần có chế độ ăn lành mạnh kết hợp với thể thao hợp lý, uống đủ nước, tránh ăn những nấm lạ, thực phẩm ôi thiêu, thực phẩm không rõ nguồn gốc vì có thể gây ra ngộ độc cấp, tổn thương chức năng thận, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia vì có thể ảnh hưởng tới thận. Sau 60 tuổi, cơ thể không mắc 4 loại bệnh này thì yên tâm sống thọ. Giai đoạn sau 60 tuổi là thời kỳ rủi ro của cơ thể, nếu 4 loại bệnh này chưa xuất hiện thì bạn là người có tiềm năng sống thọ. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ y tế, sự hiểu biết của con người về sức khỏe ngày cũng được cải thiện. Càng ngày càng có nhiều người quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, đồng thời có những phương pháp kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Dẫu vậy, sinh lão bệnh tử là điều chúng ta không thể tránh khỏi. Do đó, muốn sống lâu và khỏe mạnh, con người cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt, duy trì tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng và trì hoãn quá trình lão hóa trong cơ thể. Có như vậy, chúng ta mới hạn chế được những vấn đề, những căn bệnh đe dọa đến tính mạng. Sau 60 tuổi, nếu cơ thể vẫn chưa xuất hiện 4 mầm bệnh dưới đây, chứng tỏ cơ hội để sống khỏe, sống thọ của bạn sẽ cao hơn. 1. Bệnh tim mạch. Bệnh tim mạch từ lâu đã là một trong nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở người lớn tuổi, ngoài ra còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Bệnh có liên quan đến các thói quen như hút thuốc thường xuyên, chế độ ăn uống không lành mạnh, ít vận động, béo phì, sức khỏe tâm thần. Vì vậy, đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao mắc các nguy cơ trên cần chú ý theo dõi huyết áp, khi phát hiện bất thường nên đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. 2. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nhiều người biết rất ít về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, một biến chứng của khí thũng và viêm phế quản mãn tính. Bệnh sẽ có những biểu hiện đặc trưng là khó thở và có thể tiến triển thành cơn hen mà ít đáp ứng với thuốc giãn phế quản thông thường. Bệnh này thường xuất hiện trên cơ địa những người nghiện thuốc lá lâu năm hoặc bệnh đường hô hấp tái phát nhiều lần.
Do đó, căn bệnh này phổ biến hơn ở người trung niên trở lên và sự tiến triển của bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp, mệt mỏi về thể chất, giảm chất lượng cuộc sống và rút ngắn tuổi thọ. Bệnh ảnh hưởng đến 4,1% người lớn tuổi. 3. Bệnh tiểu đường. Tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đang tăng mạnh trong những năm gần đây. Đây là loại bệnh thường gặp nhiều ở tuổi trung niên và tuổi già. Các chuyên gia cho biết, vấn đề đáng lo ngại nhất là có khoảng nửa số bệnh nhân tiểu đường không hề biết mình mắc bệnh. Nếu không đi khám sớm, bệnh sẽ làm tổn thương nhiều cơ quan và gia tăng các bệnh lý về tim mạch, thậm chí là gây tử vong sớm. Nếu 60 tuổi mà cơ thể bạn không mắc phải loại bệnh này thì xin chúc mừng, bạn có tiềm năng sống thọ. 4. Bệnh Alzheimer. Bệnh Alzheimer hay còn gọi là chứng mất trí nhớ tuổi già là một trong những bệnh phổ biến nhất ở những người cao tuổi. Căn bệnh này gây ảnh hưởng đến chức năng thần kinh, làm mất trí nhớ, giảm nhận thức, hành vi và là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng sa sút trí tuệ ở nhóm người cao tuổi. Alzheimer không gây tử vong trực tiếp, mà đa số người bệnh tử vong do các bệnh lý cơ hội kèm theo như viêm phổi, nhiễm trùng, chấn thương. Theo nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của người mắc bệnh Alzheimer sau khi được chẩn đoán là khoảng 8 đến 10 năm. Nhưng đây không phải là câu trả lời chính xác cho tất cả người bệnh bởi mỗi người có một tiền sử sức khỏe riêng. Do đó, việc ngăn ngừa sự xuất hiện của chứng mất trí nhớ tuổi già cũng là một biện pháp giúp người cao tuổi sống lâu hơn. Muốn phòng ngừa chứng bệnh này thì người già cần phải tư duy và suy nghĩ nhiều hơn. Việc sử dụng nhiều bộ não hơn có thể thúc đẩy lưu thông máu và độ nhạy cảm của dây thần kinh trong não. Chỉ khi bộ não khỏe mạnh, con người mới có thể sống lâu hơn. Hai cách tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên cho cơ thể. Sức đề kháng tốt, hệ miễn dịch khỏe mạnh là chìa khóa để chống lại bệnh tật. Để tăng cường sức và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, bạn có thể tham khảo hai thói quen sau đây. 1. Ngủ đủ giấc. Giấc ngủ có tầm quan trọng rất lớn đối với sức khỏe tổng thể của bạn. Việc nghỉ ngơi đầy đủ có thể tăng cường miễn dịch tự nhiên của cơ thể, vì vậy mỗi người nên tập thói quen đi ngủ sớm. Ngủ đủ giấc mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe của mình. Người lớn nên ngủ 7 tiếng trở lên mỗi đêm, thanh thiếu niên cần 8 đến 10 giờ và đối với trẻ nhỏ hơn, trẻ sơ sinh cần đến 14 giờ. 2. Chú ý chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng nhiều đến sức đề kháng của cơ thể. Chẳng hạn, nếu cơ thể thiếu vitamin C, A, D hay các khoáng chất như kẽm, sắt, sẽ làm giảm sức đề kháng và khiến cơ thể dễ mắc bệnh hơn. Do đó chúng ta nên bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể có thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Đặc biệt, nên bổ sung các thực phẩm nhiều chất xơ như trái cây, rau, quả hạch, các loại hạt và cây họ đậu vì chúng rất giàu chất dinh dưỡng như vitamin C giúp làm tăng cường sức đề kháng và chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể giảm viêm và chống lại các mầm bệnh có hại. Ngoài ra, ăn nhiều các thực phẩm probiotic chứa các vi khuẩn có lợi cho đường ruột cũng sẽ hỗ trợ hệ tiêu hóa giải phóng vitamin và khoáng chất từ các thực phẩm khác và cải thiện sự hấp thụ của chúng vào cơ thể. Tổng hợp,